Hello, xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Alibaba 007. Hiện giờ là 17 giờ chiều ngày 5 tháng 9 năm 2022. Rất vui mừng được trở lại với kênh của Alibaba. Hôm nay Alibaba thấy ngày đầu tuần làm việc đầu tiên tích cực làm việc với khán giả, tích cực gặp gỡ khán giả, đúng không? Nói chung là đáng nhẽ là chúng ta có nhiều cái tìm hiểu lắm, nhiều cái chia sẻ với nhau, nhưng mà nào là những cái gì hiểu biết về luật. Alibaba vẫn thích nói về cái chủ đề đất và người, bởi vì hiện nay nó diễn ra rất nhiều các vấn đề về kiện cáo đủ các loại hình, từ gọi là cái gì nhỉ, trong nhà với nhau, rồi giữa cá nhân công dân với chính quyền, rồi giữa cá nhân với cá nhân. Đấy, vi phạm rất nhiều về cái luật đất đai, mà nếu không được bổ sung sửa đổi thì nó còn nhiều cái kẽ hở để mà dẫn đến chuyện tham nhũng cũng như là vấn đề sai phạm. Thế là nó tạo ra một cái kẽ hở để cho các ông làm bên tư pháp ấy, các ông tham nhũng. Đấy, nhất là các ông xét xử các vụ án dân sự mà kiện cáo về chuyện đất đai ấy. Bên nào bơm nặng tiền thì bên ấy ăn, kiểu thế. Nhiều vụ gửi đến cho mình đấy, nói mà thấy rằng là rất là phức tạp. Về chuyện ngay từ những cái người mà làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rồi là các hồ sơ về kiểu như cho tặng hay là thừa kế, thế rồi là thu hồi đất, định giá đất, khung giá, nói chung là nó nhão nhào ra nhiều vấn đề. Và bây giờ chuẩn bị tiếp tục cái chương trình là bốc thăm để kê khai tài sản nữa, cũng lại là vấn đề. Thế rồi khi xét xử ra thì nào bắt chồng quan tham thì ly hôn, tài sản đấy là của vợ của con, ví dụ thế. Nhiều vấn đề đâm ra nhà nước không thu hồi được. Bây giờ chúng ta phải xây dựng nên cái chế tài để vừa xử phạt rất nặng, vừa thu hồi được tài sản tham nhũng cho nhà nước, tài sản của nhà nước, tài sản của nhân dân. Đó là những vấn đề quan trọng. Thế thì thực ra mà nói, chúng ta lại bàn luận một tí về cái vụ án bưu cục cổ voi nhé. Như lúc sáng và trưa tôi, chiều thì tôi có nói về cái vấn đề là những cái người tham gia tố tụng từ lúc gọi là điều tra, từ lúc xảy ra vụ án cho đến những cái người cuối cùng, bây giờ chưa gọi là cuối cùng, nhưng mà tham gia tố tụng như cái phiên giám đốc thẩm là phiên cuối cùng. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa là người ta hoàn toàn biết nào gì hả, không hề liên quan vụ án này. Nhưng cái sự việc đã rồi, họ đã sai rồi, họ cố tình là chối bỏ cái sự sai trái của họ, cái sự vi phạm của họ. Bởi vì đã cưỡi lên nước ngổ rồi, không còn, bây giờ nếu mà chỉ cần nhận sai thì không những bị xử lý về hình sự, pháp luật, mà còn mất hết. Đấy, những cán bộ đang công tác thì mất hết.
Chính vì thế nó liên quan quá nhiều. Đây tôi chưa nói đến yếu tố nước ngoài, chưa nói đến thuyết âm mưu. Cho nên là nó thể hiện ra, tại sao tôi khẳng định thế? Nó thể hiện ra đúng bốn cái người đứng đầu của cái ngành tư pháp ấy, rồi ngành quản lý nêu ra những cái phát ngôn của mình. Từ bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cựu chủ tịch Quốc hội khóa 14, cho đến ông Chánh án, người đứng đầu ngành tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình, đến ông Phó Thủ tướng, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ phụ trách tư pháp ông Trương Hòa Bình, đến ông người phát ngôn của Bộ Công an là ông Tô Ân Sô. Bốn, những cái phát ngôn của những người này và giải trình trước cử tri và quốc hội đều toát lên một cái điều, đó là biết sai, biết Hồ Duy Hải không hề liên quan đến nghĩa vụ biểu của quốc hội, nhưng lại cố tình đưa ra những lý luận lập luận để bao che, không những cho những cái sai trái của cơ quan tố tụng từ Long An trở lên, sơ thẩm phúc thẩm trở lên, từ cơ quan điều tra của Long An trở lên, mà lại cố tình bao che những hành vi trái hiến pháp và pháp luật của chính những cái người tham gia tố tụng này. Mà trách nhiệm đầu tiên lớn nhất đó là về những người chủ trì phụ trách, đó là ông Chánh án Tòa án tối cao, đó là ông chủ tịch, bà chủ tịch quốc hội, đó là ông Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, và cuối cùng đến cái cơ quan mà điều tra phụ trách cấp trên của cái cơ quan điều tra của Long An, đó là Bộ Công an, mà đại diện là ông người phát ngôn Bộ Công an là ông Tô Ân Sô đã phát biểu trên đài truyền hình. Với những lý lẽ, với những cái luận điểm mang sặc mùi tính chất bao che cho việc sai phạm hiến pháp và pháp luật từ chính những người thực thi công lý và thực thi pháp luật này, bởi vì họ xác định họ mà không bao che thì họ cũng chết, đúng không ạ? Đấy, việc đương nhiên. Chứ tôi thấy bắt đầu rồi đấy, bắt đầu là cũng nhiều cái, bắt đầu khi cái mạng xã hội này nó đã vẫn tiếp tục nói nhiều, thì bắt đầu tôi thấy manh nha có một số những cái gọi là nhà báo, những người trước tiên là trên Facebook, xong rồi đến những người mà kiểu có tính chất báo chính thống tí, bắt đầu chuẩn bị hành trang để nhòm ngó, để nhảy vào, chỉ cần vụ án này được lật ra cái là không, thì bây giờ đang im mà sợ nói ra là bây giờ mất việc làm, mất cái nồi cơm manh áo của mình, cho nên không dám nói, chờ mạng xã hội người ta đấu tranh, công do youtuber, công cựu chiến binh, các người ấy này đấu tranh, bắt đầu thấy rằng đảng nhà nước bắt đầu là sắp tiến hành lật ngửa được vụ án này ra, bắt đầu nhào vào để đưa tin cái tức lạ gì. Mấy cái ông nhà báo chính thống bây giờ thêm cái kênh Hoàng Dôn Trang Trang TV tự nhiên ấy, cũng đưa cùng mấy cái ông Facebooker nào ấy bắt đầu cũng nhảy vào, thấy cái tình huống là chuẩn bị là miếng mồi này đã được săn mồi, đã để sẵn đấy rồi, là chuẩn bị nhảy vào. Và tới đây mà nếu là các kết luận rồi các cơ quan nó công khai, chứ thực ra người ta xử lý là người ta đang tìm cách xử lý, đang đẩy cái vụ án này, chứ nếu chỉ bây giờ chỉ chờ đợi tất cả là Ủy ban Thường vụ Quốc hội thôi. Bây giờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp bất thường các vấn đề kinh tế xã hội, nhưng chỉ cần tăng cường cái sự giám sát quản lý của mình về lĩnh vực tư pháp và công khai yêu cầu cái hội đồng thẩm phán toàn thể, hội đồng thẩm phán toàn tối cao ấy, mà phải xem xét là hủy bỏ cái quyết định 05, cái phán quyết cách đây 2 năm 4 tháng rồi đấy, thì lập tức công khai cái đấy thì báo chí vào cuộc ngay, tôi thề. Nhiều ông là bắt đầu đang nắp ở sau đống rơm ấy, là nhảy vồ ra để tranh công ngay. Khối người đang chuẩn bị tinh thần là tranh công
với các bác cựu chiến binh, với những người yêu công lý đấu tranh hàng 2 năm nay. Tôi nhìn thấy kiểu dạng né né, nói chung là không tốt lắm đâu. Cái trò kiếm tiền đăng tin giật gân ấy, thế này cũng không tốt lắm đâu. Rồi tới đây nhà báo, kể cả các đài tiếng nói, đài truyền hình, chỉ cần chờ đợi Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà nó công khai ra ấy, thì là nắp ở trong đống rơm lâu ngày là nhảy ra. Thì không, tôi khích mãi cũng chả thấy nói. Những cái hôm họp vừa rồi, họp cái phiên họp công bố cái lệnh đặc xá năm 2022 vào ngày 31 tháng 8 vừa rồi, mấy trăm nhà báo trong và quốc tế có ai dám hé răng hỏi câu nào ấy? Đừng có nói là họ không biết, họ biết cả đấy, không dám hỏi thôi. Đến bà Loan còn chả dám đề xuất ra hỏi nữa. Nguyễn Đức còn trốn tiệt, thế thì làm sao mà dám hỏi, đúng không? Nhưng mà sắp tới mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà nó bung ra thì tất cả những kẻ này nằm trong đống rơm là bắt đầu nắp ở trong đống rơm ấy, nhảy bổ ra là như đám kền kền ngay. Xin lỗi các nhà báo nha, tôi không dám xúc phạm hay ấy đâu, nhưng trong suốt cái thời gian vừa qua rồi là chỉ đạo ở đâu toàn đưa những cái tin vịt, cái tin vớ vẩn, những cái giật gân, câu view câu like theo kiểu báo chính thống mà đi theo giật gân những cái trò ấy. Mấy cái chỗ Stemmer, mấy cả mấy chỗ như cái gì tin về xử lý kỷ luật hay ông nhạc sĩ ca sĩ, xong rồi tin mấy cái tin đấy thôi. Còn những cái tin nó mang hàng khủng như thế này thì không dám đưa tin đâu, không dám hỏi, mặc dù nó có liên quan đấy. Ông Đức thì cứ chỉ có ngày trước thì chỉ có chăm phỏng vấn được cái anh Lưu Bình Nhưỡng để lấy cái tiếng, xong bắt đầu quay sang bắt đầu xuyên tạc kích bác các bác cựu chiến binh, những người đấu tranh cho bà Loan. Thực tế là để đi đấu tranh cho bà Loan có đâu đâu. Có những thời điểm quan trọng đấy, có đi phỏng vấn người nọ người kia đâu, có vào trong trại giam để quay cái hình ảnh Hồ Duy Hải, có biết là nó giam ở chỗ nào, có cái nó có mặc áo tù nhân cũng khó có đưa tin đâu, có biết đâu. Chủ yếu là đi xăm soi với bác đấu tranh yêu công lý để đưa ra những cái luận điệu nói rằng đây là thế lực thù địch mới cả phản động hùa theo. Anh Lưu Bình Nhưỡng anh đã cảnh báo ông đừng có xông vào cái vụ án này nữa, thì là bây giờ nói là thế thôi. Tôi thừa biết là anh Lưu Bình Nhưỡng cũng bị lừa, tôi nói thật. Sau khi anh ấy phát biểu rất là thẳng thắn, anh đấu tranh trên hội trường quốc hội, vỗ thẳng mặt ông bộ trưởng bộ công an, cả ông tranh án tối cao, rồi kể cả quốc hội, và đừng có đóng cửa quốc hội để chia chác quyền lực, vỗ cho mấy câu thế là trên hội trường cái. Rồi có ý định tham nhũng thì đừng nên lên kế hoạch tham nhũng nữa, ví dụ thế. Những cái câu nổi tiếng của đồng chí Lưu Bình Nhưỡng cuối cùng mọi người có biết không, với cái nghiệp vụ chuyên sâu của Alibaba thì nhìn cái thấy ngay đó là gì. Đó là tất cả các lực lượng cài cắm, lực lượng đặc tình ấy, theo dõi 24/24 từ điện thoại đến kể cả lái xe, tất tất tần tật. Cho nên cái chuyện nhà báo Nguyễn Đức thì cứ đến chỗ phòng anh Lưu Bình Nhưỡng lấy cái tin tức gọi là để cho anh ấy tin tưởng. Tôi thì tôi không tin, tôi chả cần nói với anh Nhưỡng đâu, như tôi nghĩ đấy. Ba những cái vụ ấy chuyển qua ông Đức, ông ấy đi làm cho ai, ông làm được tình, ông ấy săn tin chủ yếu. Và ông phụ trách nội chính báo nào đấy, báo thành pháp luật thành phố Hồ Chí Minh,
chủ yếu ông thì không khác gì ông sân đằng xóm ấy. Thu thập bao nhiêu chứng cứ suốt từ đầu đến cuối. Ông Sơn, tôi còn khoảng độ 6 cái clip ông Sơn cung cấp đang để máy tính. Nào là phỏng vấn quán cà phê hay A, nào là phỏng vấn bà cô nội, nói chung là tất cả nhân chứng ở Nhị Thành. Xong rồi báo cáo ai? Báo cáo anh Bình, báo cáo ai? Báo cáo anh Phong, Lê Nguyên, Hoàng Oanh. Chứ có phải cung cấp cho cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát tối cao đâu. Anh Từng anh có nhận được đâu. Mà thậm chí kể cả anh Từng, tại sao mùng 1 tháng 6 bị điều vào trong Cần Thơ. Với con mắt nghiệp vụ tình báo chuyên sâu của tôi là tình báo nhân dân thôi, nhưng mà nghiệp vụ của tôi là sĩ quan chỉ huy tham mưu, tôi đọc vị ngay những người nào là những người như thế nào, lý do làm sao. Cao cấp như anh Nhưỡng ấy, còn tôi nói thật, anh còn quá thật thà, vì anh là con người thẳng tính. Anh kệ, anh phát biểu. Ngoài cái chuyện nó có thể khống chế rất nhiều mặt của anh, nhưng mà anh không biết. Có những cái gì anh, tại sao cái vụ án này, những cái tài liệu có thể nói rằng là với cái chuyện anh làm việc với các nhân chứng, rồi anh làm việc với hồ sơ của vụ án, những cái nơi anh cung cấp, rồi những nơi được nhận cung cấp là anh rồi, chúng tôi những cái nơi mà anh báo cáo ấy. Chúng nó nắm tất này, 10 điểm thì nó báo cáo lên cụ tổng được khoảng 5. 5 nó đút túi, 5 quan trọng nó đút túi này. Nó làm cái cẩm nang thì lúc nào nó vặt lại xếp trưởng nó. Cho nên ông Chí cũng thế thôi. Ông Chí, ông Trạc là những người cấp trưởng. Kể cả lãnh đạo tổ công tác đặc biệt, tôi cũng vẫn cảnh báo anh ấy. Với con mắt nghiệp vụ của tôi, nói thật anh là chuyên tình báo, nhưng mà có khi lại lơ là mất cảnh giác, những cái chuyện nó không, nó rất là tiểu tiết. Toàn những cái tình tiết rất quan trọng và đảm bảo bí mật tuyệt đối thì đều được những người này trao đổi qua trao đổi lại, nhưng mà tôi thấy rằng cái hiệu quả xử lý công việc là nó không có, nó rất thấp. Các nguồn thông tin đến tai anh Trạc, đến tai anh Chí và đến Tổng Bí Thư, đến Chủ tịch nước, đến Thủ tướng Chính phủ, là hầu Chủ tịch Quốc hội là hầu như là bị cắt bớt, cắt gọt bớt, bị chặn. Thế lực nào chặn, chả cần tôi nói ra mọi người cũng biết. Chúng ta phải xác định thế. Bây giờ nhiều khi tôi chấp nhận đấy, chứ tôi không có chức năng ở đấy, nhưng mà tôi nhìn ở ngoài, tôi đọc vị này. Ngoài những cái chuyện là cái lực lượng tham gia tố tụng cái vụ án này là đương nhiên là nó tự ấy rồi, là nó trái pháp luật và hiến pháp rồi, thì nó phải tìm cách nó che chắn cho nó chứ. Thì ngoài cái chuyện những cái anh chủ chốt như anh Chánh An tối cao thì anh có trong tay, vì anh đã ngồi ba cái ghế đều trong cùng một cái vụ án, đều vị trí từ điều tra truy tố xét xử rồi, cho nên anh có nắm được tất cả những cái điểm yếu nào đó của một số các cán bộ từ cấp dưới lên cấp cao là một cái chuyện khác. Thì còn lại nữa là còn một mớ đặc tình, dân ta gọi, dân dã gọi đệ tử ấy mà. Bộ Công an không thiếu, tòa án thì đương nhiên đang công tác, Viện Kiểm sát càng không thiếu, đúng không ạ? Thì bao giờ anh ăn cơm chả cho các em nó bắt cháo. Thì bây giờ nó ăn cháo rồi,
cháo này, cháo gọi chân giò nhiều sữa bổ. Bây giờ nó phải nhớ lại, trong lúc này có thể nói là nếu như cộng đồng mạng tất cả mọi người lột ra ấy, nó thấy nó chữ ngơ quá, mà lột ra thì cũng có dính líu, cho nên buộc phải đệ mà nhất trí được vào những cái người thụ lý xử lý những bước tiếp theo thì là gì, thì kiếm được 10 cái yếu tố để mà đủ khả năng là hủy bỏ điều tra lại và khởi tố một vụ án mới, thì ông cắt đi 5 cái quan trọng, còn 5 cái vu vơ ông báo cáo lên trên. Thế là nó cứ dậm chân tại chỗ nó từ đấy, cộng với là những cái điểm yếu, những người kia thì không có sự nhiệt tình cho lắm. Lãnh đạo cao cấp của mình thì ít nhiều cũng có vướng mắc một tí, cho nên là cũng không được nhiệt tình cho lắm. Thế là nó nhê nha, nó là như thế. Nó là 14, 15 năm nó là như thế. Nên bác Trọng bác từng bước nhưng sẽ đây này, thiếu ta sự ta bổ sung để mà có cái chế tài xử lý. Nhưng cái nào nó chưa phù hợp thì cắt bỏ. Cho nên kể cả luật pháp lẫn hiến pháp thay đổi được, do con người chúng ta đề xuất thay đổi. Cho nên các vị cứ mơ mẩn đến cái chuyện 15 năm sau, 15 năm, 20 năm những vụ án hình sự nghiêm trọng, xong rồi tiến hành những người mà tham gia tố tụng là sẽ miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Nói tóm lại là lằng nhằng kiểu như thế. Nhưng bây giờ nó không có, nó sẽ không bao giờ xảy ra những cái tình huống như thế. Bây giờ tôi thì tôi nghĩ bác Trọng với lãnh đạo chủ chốt Đảng Nhà nước mới giật mình nhìn ra là ta bỏ buông lỏng quản lý trong cái vấn đề sẽ buông lỏng giám sát trong lĩnh vực tư pháp, mới giật mình nhà thấy. Nên bác mới phát biểu, thời gian gần đây nhất bác mới phát biểu, gọi là để nó mang tính tổng thể, bác bảo phải chống tham nhũng ngay trong cái lực lượng phòng chống tham nhũng. Còn anh đã đi chống tham nhũng rồi, rồi bác dẫn ra những cái câu ca dao nào là chân mình còn lấm bê bê, tay cầm bó đuốc đi dê trên người, ví dụ như thế. Đấy là bác đã nói nó một cách nó vĩ mô, nó rộng lớn. Nhưng thực ra thì bây giờ lãnh đạo, các lãnh đạo chủ chốt mới giật mình nhìn ra rồi. Thời gian quá dài, hàng 2-3 nhiệm kỳ nay này, buông lỏng cái quản lý giám sát về tư pháp, trao cho quyền lực quá lớn, thả rông quyền lực ra, làm cho là lũng loạn, thao túng về quyền lực. Và nó sẽ dẫn đến yếu tố là làm mất ổn định về chính trị, mất niềm tin của nhân dân, là mất ổn định chính trị. Một nguy cơ rất lớn xâm hại đến cái sự tồn vong của Đảng và tồn vong của chế độ, nó nằm ở đấy. Cho nên là những cái hệ lụy nó đem lại là rất lớn với những cái vụ án như kiểu như thế này. Và cái mục tiêu âm mưu chính trị, dã tâm chính trị của những cái bọn thế lực thù địch nó nằm ở chỗ đấy. Nó cài cắm, nó như con, như nó như cái loại ký sinh trùng, ký gửi vào, cấy gửi vào cơ thể để tạo thành những cái bệnh ung thư di căn, để cho chết dần chết mòn, quay lại cãi vã lẫn nhau, đúng không ạ? Mất đoàn kết. Tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp thì nguy hiểm lắm. Tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp thì nó không phải là lĩnh vực kinh tế mà ông nhìn thấy. Tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp chủ yếu là ăn hối lộ, nhận hối lộ, hối lộ và nhận hối lộ, để làm thay đổi cái bản chất vụ án, làm từ nặng xuống nhẹ, từ nhẹ xuống không có gì. Rồi là sẽ
hệ lụy của nó rất lớn, đó là bỏ lọt tội phạm và gây ra oan sai. Khi đã bỏ lọt tội phạm, tức là cái vụ án đã có tội phạm này, thì ông bỏ lọt người kia thì đương nhiên phải vu oan cho người khác, thì đó là oan sai, gây ra chứ kiện cáo kêu oan tùm lum mà không bao giờ xử chấm dứt được ở cái mức độ phúc thẩm này, cứ phải đưa lên tận giám đốc thẩm bao nhiêu vụ án báo cáo đó. Một lần nữa chúng ta vẫn khẳng định là cái giám đốc thẩm là những cái mà sau khi thấy những cái sơ thẩm và phúc thẩm người ta xét xử không đúng, bỏ lọt tội phạm, gây oan sai, mới dẫn ra đến cái tình huống là phải có những cái kháng nghị để tiến hành giám đốc thẩm, để xem xét lại các từ trình tự thủ tục tố tụng có đúng hay không, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm như vậy có đúng hay không, hay có những vấn đề gì liên quan đến xâm phạm các hoạt động tư pháp. Thì hoàn toàn là những cái người tư pháp này không có cái buông lỏng cái sự giám sát, thì bây giờ nó tạo ra cái kẽ hở, là tạo ra cái kẽ hở nhận hối lộ. Nhận hối lộ để làm sai lệch. Thậm chí những cái vấn đề vụ án hành chính cũng thế thôi, kiện cáo đất đai cũng thế thôi. Thậm chí cái chuyện vì danh, đáng nhẽ ông mất 1 tỷ để ông chạy cái được bổ nhiệm lại cái thẩm phán, thì thôi tốt nhất là ông mất khoảng độ 100 triệu thôi, xong ông xây dựng ra cái hồ sơ giả cho 52 vụ án hồ sơ giả, có xét xử có thế nọ kia, để gì? Để lấy cái thành tích, lấy cái chỉ tiêu. Lấy cái chỉ tiêu là gì? Lấy chỉ tiêu để ông được bổ nhiệm lại thẩm phán. Đó là tôi nói cấp nhỏ, cấp huyện. Lên cấp tỉnh thì nó như thế nào nữa, đúng không? Rồi lên đến tòa án tối cao, thế ngay cả bên công an thế, điều tra truy tố xét xử mà viện kiểm sát thế thôi. Ông bây giờ ông thấy rằng là cái vấn đề là ví dụ tôi nói cái cấp công an ấy, chỉ tiêu từ nhỏ nhất như ông ăn tham nhũng vật, gọi là mãi lộ ấy, như ông cảnh sát giao thông chẳng hạn, ông đội trưởng, ông trưởng phòng, ông chỉ tiêu ông đội này liên ngành, ông phải ra đường ngày như nào, chặn chỗ nào, mỗi ngày phải được bao nhiêu, bao giờ chả thấy các anh có sai sót cái mà thôi để tôi phạt cho nó đủ chỉ tiêu. Chỉ tiêu là gì? Chỉ tiêu là tiền đấy. Mỗi ngày là ông ít nhất phải phạt được 10 triệu chẳng hạn trở lên. Mùa đông, ví dụ thế. Thế rồi ngay cả những ông cảnh sát trật tự, cái ông bắt được bao tội phạm nó cũng chỉ tiêu đấy. Khổ thế. May thì ông nào mà vớ được vụ ma túy tiếc nó nặng nặng tí là được khen thưởng, được thăng quân hàm, được lên chức. Chỉ tiêu. Thế rồi là nói chung là tất cả những cái trò ấy thì nó là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Thượng chỉ đạo mày là phải làm thế, mỗi tháng cống nạp bao nhiêu, bên điều tra nó thế, bên truy tố cũng thế, bên xét xử lại càng hơn thế. Xét xử ông thẩm phán mà ông là cái người mà cầm cái búa này, đúng không, cán cân công lý, nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà to nhất như là cái ông thượng đỉnh ấy là còn giơ tay lên thế này, một tay còn úp vào cuốn hiến pháp, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta bàn luận những việc đấy thì bàn cả ngày không hết. Nên tôi rất mong từ nay đến cuối năm Ban Chấp hành Trung ương sẽ ra được cái nghị quyết chuyên đề về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp. Đề án của Ban Nội chính Trung ương là kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực tư pháp, thì sau đó sẽ ra được những cái nghị quyết về chuyên đề. Còn riêng trong cái lĩnh vực tư pháp này ấy, mà quản lý tức là kiểm soát được quyền lực ấy, thì phải nêu cao vai trò giám sát rất lớn của Quốc hội, đặc biệt là Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Những cái vai trò giám sát tôi thấy nó quá lỏng lẻo thời gian vừa qua, rất khó để thực tế. Bây giờ các quý vị cứ thử xem vai trò giám sát của Quốc hội đấy. Về các mặt khác thì được, kinh tế thì giám sát các lập pháp, các hành pháp rồi các điều hành của chính phủ thì được. Còn cái lĩnh vực tư pháp này anh không giám sát được, hầu như buông lỏng. Không biết là tòa án nó xét xử như thế sai bao vụ, trong năm gây bao vụ cũng không thấy có kiểm soát kiểm siết gì, rất yếu trong cái lĩnh vực giám sát các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Đó là lĩnh vực tư pháp mà cái vai trò chính là thuộc về Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chứ đảng người ta chỉ đưa ra những cái nghị quyết chỉ thị thế thôi. Cơ bản là ông Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tôi lấy thí dụ như cái vụ án biêu cục Cầu Voi này, cứ nói nó khó, nói trên trời dưới biển, nhưng mà bây giờ cuối cùng ấy, người có quyền cao nhất để mà xử lý vụ án này và để chỉ đạo xử lý vụ án này triệt để nhất, đó chính là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không ai khác. Đúng không ạ? Thôi thì chia sẻ hôm nay, để buổi 22 giờ đêm chúng tôi sẽ nói tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay. Đã hơn 30 phút rồi. Xin tổng chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả. Xin cảm ơn.